Đây, bánh nước lên à tơ chung. Cho hai sư đi làm nhiệm vụ cao cả. Em chưa khó chạy lắm mà. Để đằng sau đi. Rồi cảm niệm công đức của sư Hà, sư Thiện và sư Hạnh, và cảm niệm công đức của chị Thanh và bạn Trang đã gieo duyên. Cảm niệm công đức của Thanh và bạn Trang. Rồi mô Phật. Cảm ơn cô Trinh. Tại vì là Phật giờ đang tập trung vô hộp nha. Bà con mình đang vô hộp. Đây là nhóm ăn thiện nguyện của bếp ăn Trinh. Đang vô hộp cũng chuẩn bị đi phát nha. Tại vì là Phật. Nay cảm niệm công đức hết tất cả chung tay hồi đầu dịch tới giờ á, phụ vừa đóng góp mà vừa phụ làm công tác của thiện nguyện. Ai gì đạo Phật, cảm niệm công đức nhiều lắm nha, nhất là dì Tám. Ai gì đạo Phật, ai gì đạo Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2021. Em đã đến hiện tại ở đây là bệnh viện của phục hồi chức năng quận 8 để chia sẻ yêu thương của bà con ở đây. Tổng cộng là 160 phần bánh ướt. Em cũng cảm niệm công đức của chị Thanh ở Mỹ, bạn của chị Đào đã ủng hộ $100 và bạn Trang đã ủng hộ 1 triệu đồng, 1,5 triệu ngày hôm nay để chia sẻ yêu thương cho bà con mình đó. Rồi em cũng cảm niệm công đức hết tất cả nha. A Di Đà Phật, mô Phật.